Good day, everyone. I'm delighted to be the one who will join you on these fascinating sections. I'm Thùy Linh, an IELTS teacher at Lango Learning System. Xin chào các bạn, cô là Thùy Linh, giáo viên tại IELTS Lango. Chúng ta đang trong những ngày tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học một số thành ngữ về chủ đề sports có thể giúp các bạn nâng cao vốn từ vựng cập nhật về sự kiện thể thao lớn của khu vực. Alright, let's get started. Chúng ta đến với một số thành ngữ trong môn tennis hay là môn quần vợt. Cụm từ đầu tiên đó là the ball is in your court. Khi bóng đang ở bên phần sân của mình thì tức là quyết định hay trách nhiệm làm việc gì đó sẽ thuộc về mình. Chúng ta có một câu ví dụ như sau. Do you think I should agree with that offer? My opinion doesn't count now. The ball is in your court. Một thành ngữ khác cũng sử dụng hình ảnh trong môn quần vợt đó là get into the full swing. Tức là thời điểm này chúng ta cảm thấy thoải mái nhất khi làm một việc gì đó. Ví dụ là it takes me some time to get into the full swing after I join a new company. Chúng ta cùng đến một hoạt động khác khá khác biệt với các môn thể thao thông thường, đó chính là môn săn bắn, hunting. Cụm thành ngữ đầu tiên đó là bark up the wrong tree. Khi đi săn mà chó săn của chúng ta sủa vào nhầm cây thì tức là đã chọn nhầm điểm nhắm, hay nghĩa là đã chọn sai người hoặc có ý kiến sai lệch. Một câu ví dụ là when the boss fires all of the company's most key employees, he learns he's barking up the wrong tree. Khi đi săn chúng ta cần cố gắng có những cú bắn chính xác và tốt nhất. Vậy thì cụm give it your best shot có nghĩa là cố gắng hết sức hay dốc hết sức lực vào một việc gì đó. Give it your best shot and you may make it to the finals. Tiếp tục với một thành ngữ khác với từ shot, đó là hot shot hoặc là big shot. Khi ai đó được coi là hot shot hoặc big shot thì tức là người đó là người quan trọng hoặc là thành công. All of the seats in the hall are reserved for hot shots from the world's main four corporations. Trong một trò chơi khác, chúng ta cũng thấy xuất hiện thuật ngữ shot, đó là billiards. Thành ngữ về bộ môn này đó là call the shots. Trong môn billiards, khi call the shots có nghĩa là chọn quả bóng để bắn. Và đây là cái hành động quyết định thắng thua của cú bắn, nên cụm từ này có nghĩa là đưa ra quyết định. Chúng ta thấy một câu ví dụ là who's calling the shots here? I need an explanation from him for this wrongful act of trespassing. Trong môn đua ngựa, chúng ta thường thấy ở vạch đích sẽ căng một sợi dây để đánh dấu. Thì chúng ta có thành ngữ mượn hình ảnh này, đó là down to the wire. Cụm từ này nghĩa là tới phút chót, phút cuối cùng. Ví dụ, after months of planning and execution, this project is now down to the wire. Nếu chúng ta bắt đầu sớm hơn người khác và có nhiều lợi ích hơn, hay trong tiếng Việt còn gọi là đi trước đón đầu, thành ngữ tiếng Anh sẽ là get a head start. A small company specializing technology got a head start of applying AI into their office work. Một thành ngữ khác liên quan đến trò đua ngựa đó là give somebody a run for somebody's money. Cụm thành ngữ này có nghĩa là chúng ta cố gắng hết sức để đánh bại một ai đó. Ví dụ, I know the other team is expected to win, but let's give them a run for their money tonight. Thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay liên quan đến bộ môn bóng chày. Go to bat for someone. Andy is asking for a salary increase and I'm going to go to bat for him if the boss says no. Chúng ta vừa tìm hiểu một số cụm động từ thông dụng về chủ đề sport thường sử dụng trong bài thi IELTS Speaking và cũng có thể bắt gặp trong các bài Listening và Reading. Các bạn hãy nhớ nốt lại để ôn lại trong quá trình ôn thi IELTS nhé. Cô hy vọng rằng các bạn thấy phần bài học này hữu ích trong việc chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Các bạn có nhu cầu đăng ký các khóa học IELTS tại Lango thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé. Các khóa học IELTS thì được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của từng học viên và cung cấp các lộ trình học tập được cá nhân hóa.
nhớ like, share và subscribe. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Cô là Linh đến từ hệ thống luyện thi IELTS Lango và hy vọng rằng cô sẽ sớm gặp lại các bạn trong video tiếp theo. See you!